Vợ nạn nhân bị rắn hổ mang chúa 4,6 kg ở núi Bà Đen cắn, nói lời rốt rột rốt gan. Lần đầu tiên vợ nạn nhân bị rắn hổ mang chúa tấn công đã trái lòng, tâm sự những lời rốt rột gan mà bấy lâu nay cộng đồng mạng đồn đoán nhiều thông tin chỉ cho rằng không đúng sự thật. Sáng ngày 8 tháng 8, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội đã gửi thư cảm ơn đến chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, quê ở Tây Ninh, vì đã gửi tặng một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 80 triệu đồng chị tuổi nghẹn ngào kể lại khi chồng tôi vừa bị rắn hổ mang vô cánh nhập viện, chồng tôi rất rất tiền và nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ. tôi nguyện trong lòng chỉ cần chồng tôi khỏe lại, số tiền bà con ủng hộ còn dư, tôi sẽ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. hoàn cảnh của tôi đã nghèo thì tôi cũng sẽ giúp đỡ những người nghèo như tôi. bây giờ chồng tôi đã gần bình phục, tôi rất mừng và cảm ơn tất cả các y bác sĩ mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ. Theo chị Tuổi, số tiền mạnh thường quân khắp nơi giúp đỡ đã hơn 800 triệu đồng, chị ứng tiền viện phí khoảng 500 triệu đồng và số tiền mạnh thường quân ủng hộ tại phòng công tác xã hội bệnh viện cho rãy là gần 140 triệu đồng. Tôi có nghe trên khoa bệnh nhiệt đới nơi chồng tôi đang điều trị, có một bệnh nhân đang lọc máu nhưng gia đình rất khó khăn. Khi nghe tôi kể hoàn cảnh của nữ bệnh nhân và nghe tôi muốn ủng hộ 80 triệu đồng thì chồng tôi gợt đầu đồng ý liền, hối tôi phải chuyển tiền nhanh để cứu họ. Tôi đã lập tức xuống phòng công tác xã hội nhờ chuyển đến chồng của bệnh nhân nói trên là 80 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng là tiền lọc máu và 20 triệu đồng để gia đình xoay sở viện phí ăn ở, chị tuổi trải lòng. Cũng trong giai đoạn này, nhiều mạnh thường quân đến bệnh viện để ủng hộ và mong muốn được quay phim chị tuổi đưa lên mạng. Tuy nhiên, chị tuổi muốn đến phòng công tác xã hội quay phim phỏng vấn, nhưng những người này không chịu và có những lời nói không hay. Sau đó trên mạng có những clip cắt ghép khiến cộng đồng mạng suy đoán tạo tin đồn không đúng sự thật về chị tuổi về thông tin nói chị đã dùng tiền từ thiện để mua điện thoại đắt tiền chị tuổi cho biết đó là chiếc điện thoại của chồng chị mua trả góp khoảng 2,4 triệu đồng từ trước khi bị ranh cánh thông tin trên mạng nói rằng chị dùng tiền từ thiện để mua điện thoại này là không đúng về việc ước mơ mua bò mua đắt sau khi chồng xuất viện chị tuổi phan trần đó là mong muốn chính đáng của một người nghèo như tôi nhưng bây giờ cộng đồng mạng nem ra quá nên tôi xin rút lại ước mơ này sau khi chồng tôi xuất viện, chúng tôi sẽ sắp xếp lại công việc, cuộc sống để nuôi dạy các con cho tốt. Được biết, An Phạm Văn Tâm chuẩn bị đi ghép da. Nếu mọi chuyện ổn định như dự kiến của các bác sĩ, thì An Tâm sẽ được xuất viện. Chị tuổi cho biết, trước ngày được ghép da, An Tâm sức khỏe ổn định, tinh thần phấn chấn và rất lạc quan.